Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian siêu đô của mình. Hôm nay là ngày thứ hai trong cái chuỗi thử thách 7 ngày của chúng ta đó. Mình biết là hôm qua là ngày đầu tiên á, nên là mình sử dụng không có nhiều yến mạch cho lắm, trong khi nó là một cái cuối cùng của cái video này đúng không? Nên là hôm nay mình quyết định sẽ làm nhiều thứ mang tới yến mạch hơn. Ví dụ như buổi sáng thì sẽ yến mạch, buổi trưa chúng ta sẽ có bánh chuối yến mạch. Buổi tối thì mình chưa nghĩ ra, mình nghĩ là sẽ có một cái món gì đó hợp lý. Như mọi khi thì hồi sáng sớm sẽ là cà phê. Nếu mà các bạn có theo dõi video và cũng đang thực hiện thì các bạn hãy cho mình biết cảm nghĩ của các bạn ở dưới đây nha. Và nếu như các bạn yêu thích thì cũng cho mình một like để cho có động lực tiếp tục. Cái này là cái ly lắc lắc của mình. Cái ly này giữ nhiệt thật sự rất tốt luôn á. Mỗi lần hồi trước đi làm đó là mình mang theo cái ly này nè, đổ nước ấm vô mấy tiếng đồng hồ mà nước nó vẫn ấm, tới đời là thích. Đây thì đây là cà phê đen. Hôm nay mình nghĩ là mình sẽ ăn nhiều một chút đây. Sau một ngày đã yến mạch rồi đó, thì các bạn sẽ thấy cái nặng nó nhẹ nhàng hơn một chút á. Nó hỏi là cái nặng nhẹ nhàng không, mà cái người mình cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Đặc biệt là nếu mà các bạn mới yến mạch á, chưa bị tra lì á như mình. Thì ví dụ như bữa hôm trước các bạn ăn hai bữa yến mạch và một bữa ăn nhẹ, thì hôm sau các bạn sẽ thấy là cái eo của mình nó kiểu nó nhỏ lại và nó thoải mái lắm. Nhưng mà nhiều khi mình có làm nổi được vấn đề mất nước và giảm mỡ nha. Cốt yếu của mình đó là giảm mỡ toàn thân, tăng cơ giảm mỡ, chứ không phải là mất nước xong rồi xỉu ra đó đâu. Khổ lắm, tốn tiền nữa. Vẫn là cái lẩy mạnh như sáng hôm qua thôi. No một chút. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Bây giờ đây là bữa trưa và trưa nay thì mình sẽ ăn cái này là xà lách trộn nè các bạn xem. Xà lách trộn dầu giấm nha, ăn chung với cá kho. Cá kho thì mình đang kho trong kia rồi. Thật ra thì ai nói là ăn kiêng hay là giảm cân là rất là cực khổ đâu. Thật sự muốn mà mình có thời gian thì mình hoàn toàn có thể ăn được những món rất là ngon. Mình sẽ gặp nhau vào buổi chiều nha. Bây giờ mình phải lên ăn cơm chung với mọi người. Chào mọi người, đây là bữa tối của mình. Tại vì cái cam trước, cam sau của mình nó bị hư nên là mình phải quay hơi khó coi một tí. Thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta có rau, mực và bò nè. Mình nấu như kiểu là lẩu Thái vậy đó, mình ăn như vậy thôi, không có bún hay là cơm gì hết. Bây giờ khá trễ rồi á, mà bây giờ mình mới tiến hành ăn tối thì... Nói chung là mình biết là cho dù là làm công việc chân tay hay là công việc đầu óc cái chăng nữa thì nó thật sự cũng rất là mệt và... Cố lên thôi. Mình nghĩ là cái bữa này đã khá thịnh soạn rồi đó nên là mình sẽ không có ăn thêm nữa đâu. Mình sẽ không có ăn thêm bữa lỡ bữa tối nữa các bạn xem. Một tô nước như vậy hấp là đã bao nhiêu rồi. Cố lên mọi người. Mọi người nhớ ấn like cho mình có động lực làm tiếp. Ngày thứ hai thì là vì hôm nay mình có khách đó, nên là mình cảm thấy khá mệt và mình chưa có quen với cái chế độ ăn ít calo như vậy. Bình thường thì mình sẽ bổ sung nhiều tinh bột để có sức làm nhiều việc hơn. Nhưng mà nó ít tinh bột có nhiều lúc mình sẽ cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng mà mình nghĩ là tầm qua ngày thứ ba thì sẽ ổn hơn một tí thôi. Cố lên mọi người. Mọi người like nhớ thêm video để có cho mình có động lực tiếp tục nha. Tại vì vừa làm mà vừa phải ăn kiêng á. Không phải là ăn kiêng mà là thay đổi cái chế độ ăn nào đó. Mình sẽ cố gắng để một ngày ăn nhiều yến mạch hơn để cho nó cái series đúng chất của nó. Nhưng mà nếu mình ăn quá nhiều yến mạch đó, mình không có bổ sung đủ chất thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình khá nhiều. Nên mọi người thông cảm nha. Và tạm biệt mọi người.